Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 15 từ câu 1 đến câu 39. Tranh luận về truyền thống. Bấy giờ có mấy người pha và mấy kinh sư từ Jerusalem đến gặp Đức Giêsu và nói rằng: Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân? Không chịu rửa tay khi dùng bữa. Người trả lời, còn các ông tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của thiên chúa quả thế thiên chúa dạy ngươi hãy thờ cha kính mẹ kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử còn các ông các ông lại bảo ai nói với cha với mẹ rằng những gì con có để giúp cha mẹ đều là lễ phẩm dân cho Chúa rồi. Thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Những kẻ đạo đức giả kia, ngôn sứ Isaiah thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông rằng Dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích. Vì giáo lý của chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Cái gì làm cho con người ra ô uế? Sau đó, Đức Giêsu gọi đám đông lại mà bảo: Hãy nghe và hiểu cho rõ, không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Bấy giờ, các môn đệ đến gần Đức Giêsu mà thưa rằng: Thầy có biết không, những người pha ri đã vấp phạm khi nghe thầy nói lời ấy. Đức Giêsu đáp: Cây nào mà cha của thầy đấng ngự trên trời đã không trồng thì sẽ bị nhổ đi. Cứ để mặc nó họ là những người mù dắt người mù, mù mà lại dắt mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố. Ông Phêrô thưa với người, xin thầy giải thích dụ ngôn cho chúng con. Đức Giêsu đáp, cả anh em nữa, bây giờ mà anh em vẫn còn ngu tối sao? Anh em không hiểu rằng bất cứ ai, bất cứ cái gì vào miệng thì xuống bụng rồi bị thải ra ngoài sao. Còn những cái gì từ miệng xuất ra là phát xuất tự lòng. Chính những cái ấy mới làm cho con người ra ô uế. Vì tự lòng phát xuất những ý định gian tà, những tội giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cắp, làm chứng gian và vu khống, đó mới là những cái làm cho con người ra ô uế. Còn ăn mà không rửa tay thì không làm cho con người ra ô uế. Đức Giêsu chữa con gái người đàn bà Canaan. Ra khỏi đó, Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon. Thì này có một người đàn bà Canaan ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: Lạy ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi, Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng, xin thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp, thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng, lạy ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp, không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói, thưa ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp, này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì sẽ được vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi. Đức giê -xu chữa nhiều bệnh nhân tại ven biển hồ Galile. Đức giê -xu xuống khỏi miền ấy, đến ven biển hồ Galile, -lê. người lên núi và ngồi ở đó. Có những đám người, đông đảo kéo đến cùng người, đem theo những kẻ què quặt, đuôi mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa họ đặt những kẻ ấy dưới chân người và người chữa lành khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được người tàn tật được lành người què đi được người mù xem thấy và họ tôn vinh thiên chúa của israel đức giêsu hóa bánh ra nhiều lần thứ hai đức giê xu gọi các môn đệ lại mà nói thầy chạnh lòng thương đám đông vì họ ở luôn với thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn thầy không muốn giải tán họ để họ nhịn đói mà về sợ rằng họ bị xỉu dọc đường các môn đệ thưa trong nơi hoang vắng này chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no đức giê xu hỏi anh em có mấy chiếc bánh các ông đáp thưa có bảy chiếc bánh và một ít cá nhỏ bấy giờ người truyền cho đám đông ngồi xuống đất rồi người cầm lấy bảy chiếc bánh và mấy con cá dâng lời tạ ơn bẻ ra trao cho môn đệ và môn đệ trao cho đám đông ai nấy đều ăn và được no nê những mẫu bánh còn thừa, người ta thu lại được bảy thúng đầy. Số người ăn có tới bốn ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. Sau khi giải tán đám đông, Đức Giêsu lên thuyền, sang miền Magadan. Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa.